vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với bài học tiếp theo và để không mất thời gian nữa thì bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cái quy, trình, cái quy trình cái cách thức để chúng ta có thể tạo ra được một mẫu quảng cáo facebook trên fanpage mà theo tôi được đánh giá là hiệu quả và tất nhiên đây là một cái quy trình mang tính chất tham khảo các anh chị có thể tham khảo rất nhiều các quy trình khác nhau bằng kinh nghiệm của mình, bằng kinh nghiệm của người khác, bằng những cái lời tư vấn của những người khác, đúng không? Hãy nhớ rằng đây chỉ là một bài tham khảo, nó không phải là một bài tiêu chuẩn. Vâng, thì tôi có kinh nghiệm làm thì tôi sẽ hướng dẫn các anh chị theo các bước 1, 2, 3, 4 như thế này. Và tôi sẽ giải thích tại sao tôi hướng dẫn như vậy. Và để thuận tiện thì tôi sẽ cho các bạn một cái file Excel. Các bạn sẽ tải cái file Excel đấy về, các bạn xem cùng cái video này. Video này tôi cũng sẽ quay cái màn hình Excel cho mọi người dễ tưởng tượng ra hơn hiểu chưa ạ thế thì đây là cái phiếu thông tin mà tôi dành cho khách hàng mà người ta thuê dịch vụ quảng cáo của tôi tức là có một cái anh A chị B hay là các bạn đang xem video các bạn alo thầy Văn Anh à thầy có chạy quảng cáo cho em không à, tôi bảo ok có thế thì bây giờ làm thế nào thì tôi sẽ gửi cho bạn cái file này để các bạn điền thông tin vào cho tôi để tôi làm quảng cáo ok thế nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái logic để các bạn tạo ra một mẫu quảng cáo theo thứ tự của cái file này. nhá. Vâng. Đấy, đầu tiên cái phần 1 la mã là cái phần thông tin khách hàng, tức là cái người mà thuê quảng cáo. Trong trường hợp này tôi chính là người chạy quảng cáo thuê. Các bạn là người thuê, ok? Thì nếu như các bạn mà không đi thuê, các bạn tự chạy thì ta bỏ qua cái phần 1 la mã được chưa? Còn các bạn là những người mà học làm marketer, học để đi chạy thuê cho người ta thì các bạn có thể quan tâm đến cái file này, các bạn sửa thành của mình. Yeah, tôi cho phép các bạn tải xuống các bạn sửa thoải mái thêm bớt gì đấy cũng được không có vấn đề gì cả yeah. đấy điền tên thông tin số điện thoại email facebook cá nhân vân vân fanpage của khách hàng mà họ muốn chạy quảng cáo ví dụ như facebook.com sược ba marketing website của khách hàng à, để làm gì để mình tham khảo xem là cái web đấy sản phẩm của họ bởi vì tôi muốn chạy quảng cáo thuê cho bạn thì tôi phải tìm hiểu sâu về sản phẩm đúng không À, tiếp tục lĩnh vực kinh doanh là gì ví dụ như nhà hàng hay spa hay thời trang thời trang nữ hay thời trang nam đắt hay rẻ đấy, sản phẩm dịch vụ cần chạy là gì mức giá bao nhiêu vân vân viết mô tả ra à, quy mô kinh doanh của doanh nghiệp lớn hay nhỏ quy mô như là số lượng diện tích mô tả càng kỹ càng tốt để tôi tưởng tượng ra cái, cái tầm quan trọng của cái khách hàng đó tôi tưởng tượng ra cái định vị thương hiệu của khách hàng đó đúng không ạ đã từng làm quảng cáo hay chưa đấy và nếu rồi thì đã từng chạy trên những kênh nào à trên kênh Facebook, kênh Zalo, kênh YouTube, kênh uh, Google AdWords, kênh SEO hay là gì, gì đấy đúng không? À, ngân sách quảng cáo đã chi hàng tuần, hàng tháng là bao nhiêu? Tôi muốn được biết thì tôi có thể có những cái thông tin như vậy để tôi đánh giá về cái khách hàng của tôi đúng không ạ? Vâng, à, tại sao quảng cáo không hiệu quả và vấn đề là gì? Bởi vì họ chưa chạy thì không nói làm gì nhưng họ chạy rồi họ không hiệu quả họ phải nói với tôi thì tôi biết được vấn đề của họ để tôi mới À, tư vấn tôi mới tham vấn cho họ được đúng không Hay là tôi mới tư vấn cho các bạn được đấy đối tượng khách hàng mục tiêu là gì thì họ họ nói là họ chạy cho ai họ chạy ở đâu như thế nào tuổi tác ra sao mình mô tả càng kỹ càng tốt à, giá bán sản phẩm dịch vụ à, chương trình khuyến mại có có hay không khuyến mại là gì tuần 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tháng 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 đúng không dịch vụ nào sản phẩm nào bán chạy nhất bởi vì một cái spa nó có thể có đến 20 cái dịch vụ thì cái dịch vụ nào bán chạy nhất thì tôi muốn biết để làm gì để tôi tập trung vào cái sản phẩm đấy tôi chạy cho họ đúng không ạ muốn thuê công ty PA marketing hay là thuê bạn làm gì thì nói rõ ra đây ví dụ như là tư vấn như là chạy quảng cáo thuê hay là chăm fanpage hay là làm sell web hay là làm logo hay là gì gì đấy gì cũng được đúng không à, dự kiến chi ngân sách là bao nhiêu à đấy và các yêu cầu khác nếu có đấy là phần một la mã còn các bạn có thể thêm bất kỳ cái mục nào các bạn muốn Tôi xin lưu ý là cái phần này, phần 1 la mã này là cái phần mà nếu như các bạn làm nhà quảng cáo thuê, marketer như tôi, agency như tôi thì các bạn yêu cầu khách hàng của mình điền thông tin vào đó. Còn nếu mà các bạn không chạy quảng cáo thuê, các bạn tự chạy cho mình hãy bỏ qua phần 1 la mã, được chưa ạ? Hãy bỏ qua. Thì chúng ta sẽ sang phần 2 la mã. Phần này là cái phần mà chúng ta tự trả lời để chúng ta chạy quảng cáo bán sản phẩm. Ví dụ bạn chạy MacBook bạn chạy iPhone, bạn chạy bán sách, bạn chạy bán quần áo, bạn chặn máy tính, bạn chạy bán giày dép, bạn chạy bán đồ hàng tiêu dùng châu Âu, bạn chạy thuốc, bạn chạy túi sách hay là nội thất hay là những cái giá kệ thông minh rồi rất nhiều cái thứ đồ trang sức hàng hiệu vân vân đúng không? Đấy. Thế thì cái phần hai la mã này là cái phần mà các bạn cần phải chú ý. Thì đây chính là cái nội dung chính các bước của nó và cái logic của tôi là để các bạn tạo ra quảng cáo tốt, được chưa? Rồi, đầu tiên là người phụ trách dự án là ai? À ví dụ như là tôi, ghi là Phan Anh vào đây. À, ngày nhận thông tin dự án à, để làm gì Để tôi làm việc với khách hàng, bỏ qua. À, ngày dự kiến triển khai, ví dụ tôi hôm nay tôi nhận thì tôi sẽ yêu cầu là 7 ngày nữa tôi mới chạy, bởi vì sao? Nếu mà khách hàng đưa ra tôi mà đòi chạy ngay, tôi sẽ không nhận. Các bạn cũng suy nghĩ về điều đó. Bởi vì sao? Mình không có đủ thời gian, không có đủ dữ liệu để mình nghiên cứu để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ và như vậy thì à, mình có thể chạy quảng cáo cho họ cũng có thể thành công và cũng có thể thất bại và khi thành công thì nó là do may mắn và khi thất bại thì nó do mình chuẩn bị không tốt Vậy, ví dụ ngày hôm nay các bạn muốn tôi làm thì tôi sẽ xin bạn 3 ngày 5 ngày hoặc 10 ngày tùy vào cái khả năng của bạn Đấy đây là cái lời khuyên của tôi Cũng hỏi là chạy quảng cáo sản phẩm dịch vụ gì chi tiết sản phẩm và dịch vụ này giá bán bao nhiêu phải hỏi rõ được chưa ạ từng sản phẩm là phải có giá bởi vì mình có thể trong một bài mình chạy 40 ảnh album hoặc là 40 ảnh độc lập để làm gì để mình 40 ảnh đấy mình chạy 40 sản phẩm 40 dịch vụ hay thậm chí 60 sản phẩm 60 dịch vụ phụ thuộc vào cái cách chúng ta viết đúng không rồi đấy ví dụ như mình chạy thời trang chẳng hạn mình đăng 100 sản phẩm lên cơ mà thì như vậy là mỗi một sản phẩm có giá nên mình phải biết giá mình phải biết ngân sách quảng cáo Ngân sách dự, dự kiến chạy một tháng bao tiền Dự kiến chạy một tuần bao tiền, một ngày bao tiền Thì mình biết để mình làm gì để mình phân bổ quảng cáo Để mình thử nghiệm cho họ Đúng không ạ? Họ đã chạy quảng cáo chưa? Nếu chưa chạy thì như thế nào? Nếu chạy rồi thì như thế nào? Fanpage của họ mới hay cũ? Mình phải biết, đúng không ạ? Tất cả những cái gì đấy là một cái nhà quảng cáo như chúng ta đều phải biết Đấy, thời gian dự kiến thuê chạy một tuần hay chạy một tháng hay chạy nhiều Bởi vì chạy một tuần không ăn thua đừng có nhận Người ta nói là anh Phan Anh ơi chạy thử cho em 3 ngày, 5 ngày đừng có nhận Bởi vì Facebook bây giờ rất tắt đỏ Chạy 3 ngày, 5 ngày không ăn thua Chạy 1, 200 nghìn không ăn thua Đừng có làm thấy chưa? Đủ lớn thời gian Ví dụ 1 tháng, 2 tháng thì hãy nhận Bởi vì như thế mình mới có đủ thời gian xoay sở Đấy à, USB hay là Unix Selling Points Tức là cái điểm bán hàng Cái sự khác biệt Cái điểm mấu chốt Cái key đấy đúng không ạ Cái mấu chốt là để giúp mình bán hàng là gì? Sự khác biệt của sản phẩm của dịch vụ mà mình đang làm so với đối thủ. Đúng không? Thì mình phải liệt kê hết ra. Ví dụ khác biệt về giá, khác biệt về chính sách bảo hành, khác biệt về đổi trả, chính sách mua bán, khác biệt về dịch vụ chăm sóc hàng sau bán, tất cả những cái đấy. chương trình đặc tính của sản phẩm, vân vân, cam kết này kia, hãy liệt kê ra hết. Đó, khi mà mình liệt kê được những cái điểm này thì mình viết những cái điểm này vào trong content quảng cáo nó tự khắc nó sẽ hay, đúng không ạ? Mình phân tích và học hỏi đối thủ Phân tích và học hỏi đối thủ tức là như thế nào Phân tích và học hỏi tức là Ví dụ mình hãy chọn cho mình 3 hoặc là 5 cái fanpage của đối thủ 3 hay cái 5 cái sản phẩm của đối thủ Đúng không? Và mình học hỏi họ xem là họ đang có cái thông điệp quảng cáo gì bạn Họ đang có khuyến mại gì, họ đang có giảm giá gì, họ đang có quà tặng gì Tất cả những thứ đấy, USB của họ Và so sánh với USB của mình Để từ đó mình sẽ theo đuổi một cái chiến lược có tên là chiến lược cân bằng Tức là nếu mình không bằng họ thì hãy cố gắng làm thế nào để bằng họ Đấy gọi là chiến lược cân bằng Vì họ đang tốt hơn mình thì làm sao mình chạy tốt quảng cáo được đúng không Quảng cáo mình không hiệu quả Bởi vì đối thủ nó làm tốt, sản phẩm nó đẹp, giá nó rẻ Nó khuyến mại, nó cho dùng thử tùm lum hết cả lên Thì mình không làm được đó Thế thì mình phải cân bằng đã Chiến lược của tôi là cân bằng Sau đó chiến lược của tôi là chiến lược vượt trội, nâng cao Tức là đầu tiên tôi yếu hơn tôi bằng họ Sau đó tôi vượt họ Các bạn hiểu ý tôi chưa Thí dụ họ khuyến mại thì tôi khuyến mại nhiều hơn Tôi nói thí dụ là như vậy chứ Không phải là mình cứ chạy đua vũ trang à, Họ uh, bảo hành 12 tháng Nhưng tôi bảo hành 24 tháng Đúng không ạ Họ không cho đổi trả tôi cho đổi trả trong một tháng à, Họ không cho bảo hành tôi cho bảo hành trọn đời à, Họ không cho dùng thử tôi cho dùng thử Ví dụ như thế Tất cả những cái đấy tôi liệt kê ra các USB Sau đó tôi theo đuổi các USB Ở mức độ cân bằng và mức độ uh, Vượt trội Các bạn hiểu ý tôi chưa các bạn cứ liệt kê liệt kê liệt kê ra như vậy. Các bạn tự chạy cho mình hay chạy cho khách hàng hoặc là đối tác của mình cũng theo cái nguyên lý như vậy. Đấy. Tiếp tục uh, là đến cái phần nội dung quảng cáo bao gồm là text bạn định viết như nào, cách giật tít ra sao, phong cách của bạn như thế nào hay là phong cách của sản phẩm của thương hiệu. Uh, khách hàng của họ là ai, mình hướng tới giới trẻ hay người lớn hay người già, người trung niên, người giàu hay người nghèo hay người thu nhập thấp hay thu nhập cao. Đấy, thì mình sẽ chọn phong cách viết thông điệp viết à, Thế mình sẽ đưa những cái gì vào đưa USB đưa uh, giảm giá đưa khuyến mại đưa tất cả mọi thứ vào đúng không uh, video là gì hình ảnh là gì uh, chương trình khuyến mại là gì cam kết bán hàng là gì vân thì đó chính là cái mẫu quảng cáo mình sẽ dự kiến đấy sau đó mình cũng có kế hoạch phân chia ngân sách phân chia ngân sách dụ họ cho mình chạy 30 triệu một tháng chạy đều 30 ngày mỗi ngày một triệu con số ví dụ như vậy Thế thì mỗi một ngày 1 triệu, bạn cứ vào bạn đặt ngân sách 1 triệu một ngày ư? Không phải thế. Bạn có thể phải thử nghiệm, ngày đầu tiên bạn chạy 50.000, ngày thứ hai bạn chạy 100.000, ngày thứ ba bạn chạy 200.000, tôi nói ví dụ như vậy. Bạn chạy 100.000 à bạn chạy 5 chiến dịch, bạn chạy à 500.000 bạn chạy 3 chiến dịch. À, bài này bạn tìm đại lý, bài này bạn tìm khách hàng cá nhân, bài này bạn đánh giá thị trường vân vân. Bạn phải thử nghiệm bởi vì AB testing chúng ta đã học rồi bạn phải thử nghiệm phương án 1, phương án 2, phương án 2, phương án 4, phương án 5. Bạn phải thử nghiệm như vậy thì bạn mới biết được là cái gì tốt. À, hình ảnh này tốt hay không tốt, video này tốt hay không tốt, live stream này không chạy quảng cáo tốt hay không tốt, chương trình khuyến mại này tốt hay không tốt, vân vân Thì đấy là mình sẽ căn cứ vào tất cả những thứ như vậy. Đồng thời với việc là mình sẽ chia ngân sách vào. Đấy, xong đó ngân sách mình cũng phải chia theo tuần, ngân sách mình cũng phải chia theo vùng ngân sách mình phải chia cho tập khách hàng ngân sách mình cũng phải chia tất cả những cái mình phải suy nghĩ chứ không phải cứ vào đặt quảng cáo là xong bởi vì những người mà làm chuyên nghiệp như thế thì họ phải làm rất là chi tiết đúng không tiếp tục đấy mình bắt đầu trả lời cho câu hỏi đối tượng khách hàng mục tiêu là gì à, à, ví dụ mình phải chọn nam hay nữ tuổi tác giới tính khu vực vùng miền sở thích thói quen thiết bị hành vi à, đi du lịch hay không du lịch thích cái gì thời gian online vào khung giờ nào mình liệt kê ra càng chi tiết càng tốt 10 tiêu chí, 20 tiêu chí mình viết mô tả chi tiết vào đấy Và khi đã viết mô tả như, chi tiết như thế thì mình chạy đúng như thế Đúng không ạ? Mình chạy như thế xong mà mình không được Mình bắt đầu lại phải suy nghĩ về các cái đối tượng chạy Mình gọi là target, ấy, nhắm chọn đấy, đúng không ạ? Ờ, nhắm chọn rộng, nhắm chọn vừa, nhắm chọn hẹp Nhắm chọn remarketing, UID Mình có rất nhiều chiến lược Mỗi một cái chiến lược như vậy lại chúng ta lại phải thử nghiệm tương ứng với một số thời gian tương ứng với một số content tương ứng với một số ngân sách các bạn hiểu ý tôi chưa sau đó các bạn cũng phải có KPI dự kiến cho khách hàng hoặc là KPI dự kiến cho mình ví dụ như là bao nhiêu tiền một comment bao nhiêu tiền một bình một inbox bao nhiêu tiền một tương tác với một triệu tiếp cận được bao nhiêu người dự kiến như thế nào vân 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 thì đấy là cái cái mà tôi gợi ý sau đó thì bắt đầu là chúng ta mới tạo ra các cái mẫu quảng cáo có sẵn mà tôi gọi nó là kho content app đúng không? Tức là mình chuẩn bị bởi vì mình không thể biết là mẫu quảng cáo nào chạy sẽ hiệu quả, bài nào chạy sẽ hiệu quả, đối tượng nào sẽ hiệu quả. Vì vậy cách tốt nhất là mình nên nhiều phương án và có phương án dự phòng. À, ví dụ như là tech 1, tech 2, tech 3, tech 4, tech N. Đấy, photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo N à video 1, video 2, video A, video 4, video N, ví dụ như vậy hay là link của website 1, link của website 2, vân vân. Đúng không ạ? À, rồi thì mình cũng đặt ads và tối ưu ads như thế nào, nhắm chọn đối tượng ra sao? À, chiến lược 1, chiến lược 2, chiến lược 3. À, đầu tiên là tạo phễu, sau đó là remarketing, chạy video, sau đó là chạy ảnh, vân vân, mình phải suy nghĩ về tất cả những cái đường hướng như vậy. À xong đó là mình lấy comment hay mình lấy số điện thoại? Hay là mình truy cập vào web mình phải trả lời cho tất cả những câu hỏi như thế Các bạn hình dung ra chưa? À, tất nhiên là các bước quảng cáo tiếp theo tôi cũng sẽ hướng dẫn chi tiết trong các cái video tiếp theo Thì bạn sẽ kết hợp các video với nhau Bạn sẽ hiểu được điều tôi nói Hoặc là nếu mà bạn thấy là cái video này bạn chưa hiểu Thì bạn xem các video sau Bạn sẽ quay lại cái video này bạn sẽ hiểu hơn Ok Tiếp tục Nói chung là bạn phải chuẩn bị cho tôi là theo tinh thần là phải có kho content sẵn à, 3 mẫu, 5 mẫu, 7 mẫu sẵn đi mình không bao giờ để rơi vào cái thế bị động ok tiếp tục đấy là mình sẽ làm các công việc khác nếu có và mình gửi báo cáo cho khách hàng nếu như mình chạy thuê còn tự mình đánh giá hiệu suất của quảng cáo thì đánh giá hiệu suất của quảng cáo như nào thì trong một cái bài học video tiếp theo nội dung sau đó của cái khóa học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ok vậy thì tôi xin phép nhắc lại đúng không ạ tôi hướng dẫn cho các bạn chạy quảng cáo chạy như thế nào thì mình cứ làm theo thứ tự trả lời câu hỏi sản phẩm dịch vụ là gì giá bán là gì, đúng không ạ? ngân sách là bao nhiêu? Đấy, phễu, quảng cáo, khuyến mại rồi thì à, các cái điểm khác biệt, các cái chiến lược, cân bằng các cái chiến lược vật trội. À, rồi thì các cái xác định các USB của mình. Khi mà xác định được tất cả những thi đấy bắt đầu tập hợp nó vào một content, lựa chọn khách hàng, lựa chọn ngôn từ, lựa chọn à, cách giật tít, à, bố cục viết content này kia tôi sẽ hướng dẫn thêm. À, chiến lược ngân chia phân chia ngân sách, chiến lược nhắm chọn rộng hay hẹp tập khách hàng KPI vân vân thì đấy là tôi tổng hợp lại và các bạn nhớ rằng là các bạn có thể tải cái file uh, form thông tin khách hàng này ở địa chỉ bit.ly uh, sược uh, chi phí đơn hàng thành công uh, trong này có hai cái file excel các bạn xem từng file một và nếu không thì các bạn có thể truy cập vào trang web marketing vn uh, để tôi sẽ gửi file cho các bạn, đấy chưa ạ nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin liên hệ với giảng viên nguyễn phan anh là tôi để được tư vấn và hỗ trợ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo xin chúc các bạn thành công xin chào